Hey, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Rồi, này mình có hai mẫu cam Nova, một là mẫu mới và mẫu cũ nha. Đây là mẫu cũ, là mẫu truyền thống mà mình hay dùng ở Việt Nam mình. Đây là mẫu cũ nha, và đây là mẫu mới của nó. Và với mình thì chất lượng của nó giống như chang nhau thôi. Đây, mẫu mới. Cái này là mẫu cũ đó. Đầu cam đều có chân đen hết. Đó, chân đen hết nha. Đây là mẫu mới thì nó lên một cái hộp cực kỳ đẹp luôn. Đi trang một cái khay ăn buffer của mọi người. Đó. Đây là mẫu mới nha, lên từng cây cam vô đôi cái hộp rồi đi lên cho Sonic cặp đùm bạc Sonic. Và một cái cặp niềng Racing Boy loại 2, đây là Racing Boy loại 2. Tại sao mình loại 2 thì nó đơn giản thôi. Đây là dán keo nè. Đây là cái niềng Racing Boy loại 2, mọi người khi mua dễ với phân biệt lắm. Đây là dán tem nè, có màu y chang của thằng Racing Boy luôn. Nhưng mà mỗi cái niềng Racing Boy thì chúng ta đều có một cái hộp, cái thùng và một bộ tem. Đó, khi mua chúng ta sẽ có được hộp, và khi mở ra mọi người nên kiểm tra cái Racing Boy này trước nha. Đó, đây có bộ tem nè, ngoài thấy ấn luôn à. Đó, và nó làm mờ y chang con Racing Boy thôi. Rồi, đây là một combo cho Sonic cam Nova mà đi Racing Boy loại 2 nha. Rồi, đây là Sonic gắn dây zin nha. Rồi, khi chúng ta mở hộp cam da thì nó Nova, nó da thì nó sẽ chia cho mọi người hai bên nha. Mọi người nên chú ý xíu. Đây là chân dài nè. Rồi, bên đây là chân ngắn nè. Đây. Mọi người nhìn thấy khác nha. Đây chân ngắn nè, nó hơi ngắn xíu và nó chỉ lên chút. Dài nó sẽ nằm xuống. À. Mọi người chú ý khi bắt cam để tránh trường hợp mình bắt lộn rồi nó sẽ dễ gãy cam nha. Rồi hộp mẫu cũ cũng vậy. Cũng cứ chia hai đầu. Đây. Nó tách ra hai bên nha. Đó, nó tách ra hai bên như này là chúng ta lấy ra chúng ta vào. Sợ lạ làm lạ thì chúng ta sẽ lấy ra từng đầu luôn. Chúng ta sẽ tách ra trước để khi làm chúng ta không bị lộn. Đây, hai đầu khác nhau nha, dài ngắn để tránh trường hợp chúng ta xỏ lộn nó dễ gãy lắm nha. Đấy, khá vậy thôi mà mọi người xỏ lộn là đi mau gãy. Rồi. Thank you.
sẽ dễ bị hư đầu hơn, mà khi chơi nhớt thì nó sẽ nhẹ nhàng và nó tránh hạn chế hư đầu xét nha. Đây.